Sáng nay, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh, Đại học Đà Nẵng tổ chức lễ khai giảng năm học 2021-2022. Để đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng chống dịch, lễ khai giảng năm nay được nhà trường tổ chức trực tuyến thông qua nền tảng Zoom. Năm học qua, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt Anh VNUK đã đạt được nhiều cột mốc quan trọng trong công tác đào tạo và tuyển sinh, hoạt động định hướng nghề và kỹ năng, và nhất là công tác khoa học và hợp tác quốc tế vẫn được duy trì và phát triển. Năm nay, VNUK đề ra nhiệm vụ trọng tâm là triển khai thành công đánh giá ngoài 3 chương trình đào tạo, khoa học y sinh, khoa học và kỹ thuật máy tính và quản trị và kinh doanh quốc tế, chú trọng và triển khai chi tiết việc số hóa và hoàn thiện công tác quản lý đào tạo nhằm hướng đến việc đổi mới mục tiêu, phương thức, chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và quốc tế hóa giáo dục tại Việt Nam.